Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự trở ngại. Trở ngại có nghĩa gì trong hôn nhân? Trở ngại đôi khi được gọi là khuyết tật. Trong một luật nhân sự, thuật ngữ này được sử dụng để biểu thị các thành cho một cuộc hôn nhân. Những trở ngại tuyệt đối là những điều ngăn cản người kết hôn với họ mà không có sự vô hiệu của hôn nhân hoặc bị trừng phạt. Trở ngại pháp lý có nghĩa là gì? Phản đối pháp lý để thực hiện một hợp đồng. Những trở ngại liên quan đến con người là những người thiểu số, muốn có lý trí, bí mật và tương tự, đôi khi chúng được gọi là khuyết tật, sự bất lực. Trong luật dân sự, thuật ngữ này được sử dụng để biểu thị các thân cho một cuộc hôn nhân. Làm thế nào để bạn sử dụng trở ngại trong một câu? Thứ nhất, ở phía Bắc, các phạm vi này thấp và không gây trở ngại lớn cho việc xây dựng đường sắt. Thứ hai, lưỡi của cậu bé bị trói, khiến cậu bé bị rối loạn ngôn ngữ. Thứ ba, các bước là một trở ngại cho cô gái trên đôi nạng đang cố gắng đến lớp. Thứ bốn, chi phí thiết bị nghiên cứu là một trở ngại cho dự án của trường đại học. Có ai biết bất ngờ bất kỳ trở ngại hợp pháp nơi này mà chúng ta hiện đang gặp đã bị xử phạt hợp pháp theo luật cho việc cử hành hôn nhân? Nếu bất kỳ người nào có mặt biết về bất kỳ trở ngại hợp pháp nào đối với cuộc hôn nhân này, anh ấy hoặc cô ấy nên tuyên bố ngay bây giờ. Không cản trở việc làm có nghĩa là gì? Thêm định nghĩa về trở ngại đáng kể cho việc làm. Đáng kể trở ngại cho phương tiện lao động bị suy yếu và thể chất hoặc tinh thần mà gây cản trở cho một cá nhân từ chuẩn bị cho, bước vào, tham gia vào, tiến vào hoặc duy trì công việc làm phù hợp với khả năng và năng lực của cá nhân. Những trở ngại có nghĩa là gì trong di đà? Một trở ngại là bất cứ điều gì ngăn cản nhóm thực hiện công việc nằm ngoài tầm kiểm soát của nhóm, tùy theo vào sự lãnh đạo của nhóm để ra ngoài và gây ảnh hưởng, ép buộc, vỗ về bên ngoài để giúp họ vượt qua vấn đề của họ hoặc để thay đổi việc triển khai của bạn để giải quyết vấn đề chậm. Trở ngại hợp pháp cho cuộc hôn nhân là gì? Trong luật của Giáo hội Công giáo, một trở ngại là một trở ngại pháp lý ngăn cản một bí tích được thực hiện hợp lệ hoặc cam kết. Thuật ngữ này được sử dụng thường xuyên nhất trong mối quan hệ với các bí tích hôn nhân và các dòng thắm. Một trở ngại thị trường là gì? Các điều kiện mà các nhà kinh tế sử dụng để xác định thị trường cạnh tranh gợi ý một tập hợp các điều kiện đối nghịch dẫn đến thất bại của thị trường. Những điều này sẽ được gọi là trở ngại cho hoạt động kinh tế, không cản trở việc làm cho ý nghĩa của đã là gì. Thêm định nghĩa về trở ngại đáng kể cho việc làm. Đáng kể trở ngại cho phương tiện lao động vì suy yếu có thể thể chất hoặc tinh thần mà gây cản trở một cá nhân từ chuẩn bị cho, bước vào, tham gia vào, tiến vào hoặc duy trì công việc làm phù hợp với khả năng và năng lực của cá nhân. Từ đồng nghĩa cho trở ngại là gì? Trở ngại, thứ nhất, rào chắn; thứ hai, hạn chế; thứ ba, lỗ hổng; thứ bốn, tận quyền; thứ năm, xô; thứ sáu, sự hạn chế; thứ bảy, thất bại; thứ tám, vấp ngã. Một trở ngại trong nhanh nhẹn là gì? Một trở ngại bất cứ điều gì mà giữ đội từ hoàn thành công việc và làm chậm. Trở ngại có nhiều dạng. Một thành viên trong nhóm bị bận, thiếu tài nguyên, thiếu hỗ trợ quản lý hoặc thậm chí là phòng nhóm lặng. Nếu có ngăn đội thực hiện công việc của mình thì đó là một trở ngại. Là trở ngại lời nói là một khuyết tật phải không? Một rối loạn ngôn ngữ được coi là vô hiệu hóa bởi SSE và có thể đủ điều kiện cho bạn nhận trợ cấp SSD hoặc thu nhập bảo mật bổ sung SSI dựa trên mức độ nghiêm trọng của tình trạng. Suy giảm khả năng nói cũng có thể được đánh giá dưới hệ thống cơ thể
đối với các rối loạn tiềm ẩn, chẳng hạn như rối loạn thần kinh. Điều gì gây ra trở ngại nói lời nói? Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân gây ra chứng nói khó nói như bất thính giác, rối loạn thần kinh, chấn thương não, căng thẳng, tinh thần, bắt nạt liên tục, thiểu năng trí tuệ, rối loạn sử dụng chất, suy giảm thể chất như sức môi và vò miệng và lạm dụng giọng nói. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.